Nhà thuốc Đông y Khương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ đi thu hái cây dâu dền gai các bạn nhé. Quê Khương Chờ đây có một bãi này, rất là nhiều dâu dền gai. Nhưng mà cũng rất là sợ các bạn, cây dâu dền gai làm thuốc khớp thì không còn gì để nói, rất tốt. Nhưng nó rất là gai, đây các bạn nhìn này. Đây, gai này, đây. Các bạn nhìn đâu? Đấy, tôi quay sát để cho các bạn nhìn này. Đây, gai này. Đây, nhìn thấy gai này. Các bạn nhìn thấy gai này chưa? Đây. Đấy. Cứ mỗi một nách ở thân lá là có một cái gai. Đấy. Rất là độc ác. Này. Rất sắc mà nó cắm vào thì khỏi nói luôn. Cây dâu dền gai là một cây mộc hoang. Theo thời vụ nhé các bạn nhé. Không phải là mộc quanh năm. Nhưng nó tháng riêng, tháng 2 đến tháng 4, tháng 5 là một vụ. Sang đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 nó một vụ. Thân thảo, lá, thân cành mộc so le, mỗi một nách lá có một cái gai. Cây này thì đặc biệt nó rất là dễ băm, mà băm ra phơi khô đẹp lắm, nhưng mà ngọt lắm các bạn. Thường thường người ta hay hái cái ngọn này về nấu canh ăn các bạn nhé. Luộc nấu canh ăn rất tốt, mà ăn lợi cho khớp các bạn nhé. Ăn nó không độc hại gì cây này, riêng cây này kể cả có thai ăn không sao. Bây giờ mình giới thiệu các bạn bài thuốc chữa khớp từ cái cây dâu dền gai này. Cây dâu dền gai như thế này các bạn nhé, đem về băm ra phơi khô một nắm. Cây chìa vôi băm ra phơi khô một nắm. Cây trứng quốc băm ra phơi khô một nắm. Cây đại diệp đằng băm ra phơi khô một nắm. Cây nho rừng băm ra phơi khô một nắm. Cỏ vòi voi băm ra phơi khô một nắm. Tất cả các vị thuốc kia các bạn làm thành một thang thuốc khớp cho những người bệnh nhân nhé. Bị khớp đau, nhức, tê, mỏi, sưng đều uống được hết. Và những người bị gai đôi thoái hóa uống cây dâu dền gai này. Ngoài ra lá cây dâu dền gai này còn để đắp mụn nhọt, sưng tấy các bạn nhé. Đây là bài thuốc rất là hữu nghiệm từ cây dâu dền gai. Nhưng cũng đồng nghĩa rất là khó chơi các bạn ạ. Gai lắm, tôi cũng sợ lắm. Nhưng buộc lòng phải lấy thôi. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.